Bé 9 tháng là giai đoạn quan trọng đối với trẻ. Con đã được mẹ cho ăn dặm và đã làm quen với những thực phẩm mới. Ngoài ra thì trẻ 9 tháng sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bên ngoài. Con bắt đầu khám phá nhiều hơn những điều xung quanh mình. Bé 9 tháng cần bổ sung vitamin gì giúp con phát triển khỏe mạnh mẹ đã biết chưa? Cùng tìm hiểu những thông tin này qua video dưới đây nhé. Bé 9 tháng cần bổ sung vitamin gì? Vitamin bé 9 tháng cần bổ sung cùng với hàm lượng như sau. Vitamin B1, bé cần bổ sung 0,5mg mỗi ngày, vitamin B2, bé cần bổ sung 0,4mg mỗi ngày, vitamin B3, bé cần bổ sung 4mg mỗi ngày, vitamin C, bé cần bổ sung 30mg mỗi ngày, vitamin A, vitamin A là vitamin được dự trữ ở gan phụ thuộc vào tình trạng dinh dưỡng của người mẹ. Mẹ nên bổ sung theo chỉ định của bác sĩ nhé, vitamin D, bé cần bổ sung khoảng 100 IU trên ngày. Trên đây là nhu cầu về vitamin bổ sung cho bé 9 tháng. Mẹ lưu ý bổ sung cho con giúp con được cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể phát triển cân đối và khỏe mạnh nhé. Bé 9 tháng cần bổ sung dưỡng chất gì? Bé 9 tháng ngoài những vitamin thiết yếu như vitamin A, B, C, D, E, K thì bé cũng cần bổ sung cả khoáng chất và những dưỡng chất khác. Dưới đây là nhu cầu về khoáng chất cần bổ sung cho bé như sau. Protein, đối với trẻ nhu cầu protein hàng ngày của trẻ vào tháng thứ 9 rất cao vì thế mới có thể đáp ứng sự phát triển của xương, cơ và các mô. Phụ huynh nên chú ý đến việc cho trẻ sử dụng các loại thực phẩm bao gồm trứng, thịt, cá, sữa, bởi đây là thực phẩm có chứa hàm lượng protein với giá trị sinh học cao từ 70 đến 85%. Lipid, lipid là thành phần có vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng và axit béo cần thiết cho quá trình hấp thu các loại vitamin tan trong dầu A, D, E, K. Nhu cầu lipid đối với trẻ 9 tháng tuổi sẽ còn phải dựa vào cả lượng chất béo trung bình và lượng sữa trung bình mà đứa bé bú được. Glucose đây là thành phần có 8% glucose trong sữa mẹ là lactose đó là khoảng 7g trên 100ml trong sữa mẹ. Lượng glucose nạp vào qua các bữa ăn dặm mà mẹ chuẩn bị cho trẻ có thể thay đổi bởi các loại thức ăn và lực ăn của bé. Khoáng chất bé cần bổ sung như canxi, sắt, kẽm rất cần thiết đối với trẻ trong giai đoạn này đặc biệt là sắt vì do sắt trong sữa mẹ đã giảm sẽ không đáp ứng đủ nên cần bổ sung thêm sắt từ bên ngoài qua các thực phẩm trong bữa ăn dặm của trẻ ngoài ra canxi rất cần thiết cho trẻ trong quá trình tạo mô xương và răng của trẻ diễn ra rất nhanh kẽm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc tăng trưởng và tạo nên miễn dịch cao ở trẻ nhất là trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì mẹ nên bổ sung những vitamin và khoáng chất này cho bé Ngoài giúp bé phát triển khỏe mạnh thì việc này giúp con có một sức đề kháng khỏe. Các thực phẩm bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho trẻ 9 tháng mẹ nên bổ sung vào các bữa ăn dặm cho bé. Các loại hạt mẹ có thể cho thêm các loại hạt vào những bữa ăn dặm cho bé. Ví dụ như các loại đậu, hàm lượng protein cũng như vitamin và khoáng chất trong các loại đậu giúp bé phát triển khỏe mạnh. Cho bé ăn nhiều rau củ quả trong bữa ăn dặm, mẹ có thể chế biến thành nhiều loại thực phẩm khác nhau. Đối với bé 9 tháng mẹ có thể luộc và cho con ăn thô được rồi. Việc làm này giúp hệ tiêu hóa bé làm quen với những thực phẩm thô dễ dàng và nhanh chóng bổ sung thêm các loại quả mọng nước như cam, quýt, bưởi, xoài. Ngoài bổ sung vitamin và khoáng chất thì những loại quả này chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp hạn chế táo bón trong thời gian ăn dặm của trẻ. Trên đây là những loại vitamin và khoáng chất nên bổ sung cho bé trong giai đoạn 9 tháng. Ngoài bổ sung từ thực phẩm thì mẹ có thể lựa chọn những dòng sản phẩm giúp hỗ trợ bổ sung những vitamin và khoáng chất này cho con. Cùng theo dõi phần tiếp theo để biết được sản phẩm nào giúp hỗ trợ bé tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh hơn nhé. Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin cho bé 9 tháng. Bé 9 tháng ngoài vitamin khoáng chất ra thì mẹ nên bổ sung thêm men vi sinh cho bé. Men vi sinh giúp ổn định đường tiêu hóa cho trẻ, giúp con có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sau đây chuyên gia của chúng tôi sẽ gợi ý cho mẹ một sản phẩm men vi sinh giúp bé 9 tháng có một hệ tiêu hóa khỏe, từ đó sức đề kháng khỏe mạnh và phát triển tốt hơn. Amano Enzyme Gold có thành phần như thế nào? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được, bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón. Các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé, lysin và taurin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899, Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Thạc sĩ dược học Lê Minh Tuấn ông tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, dược sĩ đã tin tưởng sử dụng sản phẩm cho những người thân trong gia đình mình. Và dược sĩ cũng đánh giá đây là một trong những sản phẩm enzyme tiêu hóa tốt nhất mà dược sĩ từng sử dụng. Trên đây là những thông tin về vấn đề bé 9 tháng cần bổ sung những vitamin gì. Mẹ tham khảo bổ sung đầy đủ cho bé có một sức đề kháng khỏe mạnh nhé. Cảm ơn mẹ đã xem hết video này. Hy vọng rằng video này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp mẹ chăm sóc sức khỏe bé hiệu quả hơn. Gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.